Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thông tin chính sách và pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, cơ sở sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển. Theo dự thảo, tổ chức cá nhân gửi một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nơi tổ chức cá nhân đặt cơ sở sản xuất. Hồ sơ bao gồm đơn xin hỗ trợ một lần sau đầu tư, giấy phép và quyết định giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, hồ sơ thiết kế xây dựng hoàn công, hồ sơ quyết toán của dự án đầu tư mới hoặc nâng cấp cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, thông báo cho tổ chức cá nhân kết quả thẩm định. Theo dự thảo, Sở Tài chính phối hợp các sở ngành địa phương liên quan xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ, tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính. Định kỳ trước 15 tháng 10 hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp nhu cầu của các địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương. Kinh phí hỗ trợ một lần sau đầu tư được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước và mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.